Được cha mẹ đặt tên là Melania Knapp, nhưng thế giới hiện biết đến bà với tư cách là cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Melania Trump. Bà sinh ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1970 tại Novo Mesto, Slovenia, trước đây là Nam Tư. Tuổi thơ lớn lên ở thị trấn Sevnica, cha bà bán ô tô, còn mẹ bà làm việc trong ngành dệt may. Tuy nhiên, Knapp lại có hứng thú với thời trang, theo lời người bạn học cũ của bà nhớ lại. Bà ấy cũng thích thiết kế. Bà ấy tạo ra quần áo mới từ những bộ đồ cũ. Knapp đã tạm dừng việc học đại học chuyên ngành thiết kế để theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở châu Âu dưới cái tên Melania Knoss. Vào những năm 1990, thành công đã đưa bà đến Hoa Kỳ. Là một người mẫu thời trang và là người thường được mời đến các bữa tiệc sang trọng ở New York. Theo tôi biết, đó là cách bà ấy gặp Donald Trump. Bà trở thành Melania Trump vào ngày 22 tháng Giêng năm 2005 và sinh đứa con trai đầu lòng và duy nhất của bà, Barron, một năm sau đó. Cùng năm đó, bà cũng trở thành công dân Mỹ. Cuộc sống của Melania Trump đã rẽ sang một hướng khác khi chồng bà ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 với Đảng Cộng Hòa và bà đã cùng ông tham gia vào chiến dịch tranh cử. Thật tuyệt vời khi được ở đây hôm nay với các bạn và với chồng tôi. Tôi rất tự hào về anh ấy. Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm 2017. Với tư cách là đệ nhất phu nhân, Melania Trump đã đi khắp thế giới và thực hiện các dự án như chiến dịch Be Best, tập trung vào phúc lợi của trẻ em, an toàn trên mạng và lạm dụng thuốc phiện. Bà giữ thái độ kín tiếng hơn nhiều đệ nhất phu nhân khác, nhưng vẫn phải đối mặt với sự soi mói của giới truyền thông. Bị một số nơi chỉ trích vì cách ăn mặc, vì quyết định không chuyển đến Nhà Trắng ngay lập tức, vì chiến dịch Be Best của bà không phải là một trong những dự án dịch vụ công thành công nhất của một đệ nhất phu nhân. Sau khi rời Nhà Trắng, Melania Trump gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Thỉnh thoảng bà lại xuất hiện để ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của chồng bà vào năm 2024 và để quảng bá cho cuốn hồi ký của bà. Viết hồi ký này là một hành trình cá nhân sâu sắc và suy tư đối với tôi. Cử tri Wisconsin Austin Smith đã bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2016. Ông chia sẻ hy vọng về khả năng Melania Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Tôi muốn bà ấy có thể đảm nhiệm một vài dự án thú vị. Một điều mà tôi thực sự quan tâm là bữa ăn trưa ở trường học. Cử tri Dân Chủ Jesslyn Carr muốn Melania Trump là, xin trích, một đệ nhất phu nhân có sức ảnh hưởng. Đi ra ngoài và nói chuyện với các cộng đồng ở thành thị, đi khắp nước và tự giới thiệu mình, không chỉ là nhân vật đứng sau tổng thống, mà còn là một người phụ nữ có một số quyền lực. Tuy nhiên, nhà phân tích Jellison cho rằng, với tư cách là đệ nhất phu nhân nhiệm kỳ thứ hai, Melania Trump có lẽ sẽ tiếp tục tránh xa ánh đèn sân khấu.